Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cơ chế banner mới, có thể là một hiệu ứng tốt khi mà chúng ta sẽ có thêm nhiều nhân vật để lựa chọn mỗi khi mà các bạn quay banner hay là sang phiên bản mới, hoặc cũng là một cái tín hiệu tốt về doanh thu của miHoYo khi mà miHoYo họ tung ra một cái banner mới như vậy. Nhưng biết đâu đây cũng chính là một cái điểm trừ của họ thì sao. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái cơ chế banner mới sắp được ra mắt, gọi là sử ký cầu nguyện nhé. Còn bây giờ thì chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like này, cũng như anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh nữa nhé, để ủng hộ mình. Intro nào. Số 1 thì chúng ta sẽ đến với cái cơ chế cầu nguyện của banner mới này. Đầu tiên ấy là các bạn sẽ vẫn dùng cái viên hồng này. Thật ra thì đây là một trong những cái tín hiệu vui khi mà chúng ta có rất là nhiều bạn giống tôi chẳng hạn, đều quy đổi toàn bộ cái số nguyên thạch mà các bạn có ra cái lượt quay hồng để tích cho cái banner mình mong muốn. Ví dụ như ở đây bởi tôi đang tích cho anh Long chẳng hạn. Số 2 chúng ta sẽ đến với cái bảo hiểm của banner mới này. Với cái banner mới này thì chúng ta sẽ lại làm quen với cái cơ chế là định chuẩn. Thực ra thì nó đơn giản dễ hiểu như này này. Bây giờ các bạn quay 180 lần thì chắc chắn các bạn ra một nhân vật ở trong banner đúng không? Thì tính cả lịch rate nhá, là 180 lần. Thì bây giờ cái định chuẩn ấy nó cũng sẽ hoạt động y như vậy. Bởi vì cái banner sử ký cầu nguyện ấy thì chúng ta sẽ có hai loại 5 sao khác nhau. Số 1 là 5 sao vũ khí và số 2 là 5 sao nhân vật. Các bạn có thể thấy là giống với cả cái danh sách vật phẩm 5 sao ở trong banner thường. Nhưng mà tiếc nhá, banner thường của chúng ta thì chúng ta không thể định chuẩn được, đúng không? Các bạn quay ra 5 sao thì dù là vũ khí hay là nhân vật nó đều random cả. Đây là một cái điểm dở. Và cái banner sắp tới sử ký cầu nguyện thì nó hai cái là các bạn có thể định chuẩn được. Ví dụ như các bạn thích một cái pháp khí đi, thì các bạn định chuẩn là cái pháp khí đó. Chắc chắn trong 180 lần, tính cả lịch rate, các bạn vẫn sẽ ra được cái pháp khí mình mong muốn. Thế đấy là cái hay ở cái banner sắp tới. Nó không phải là random giữa rất nhiều 5 sao như ở trong banner thường. Như thế chúng ta làm sao mà quay ra nhân vật mình mong muốn hay cái vũ khí mà chúng ta mong muốn ở trong banner đấy được, đúng không? Đó chính là cái sơ lược về tiền tệ hay là lượt quay chúng ta dùng này, và cũng như cái định chuẩn hay cái bảo hiểm của banner đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến là cái banner sắp tới sử ký cầu nguyện có xứng đáng để chúng ta quay hay không. Nào, mời tất cả các bạn qua bên website nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn đến những nhân vật 5 sao hay là những cái vũ khí 5 sao được miHoYo tung ra ở trong cái banner mới của chúng ta sử ký cầu nguyện. Đầu tiên là về những nhân vật 5 sao thì ngoài 3 nhân vật lịch rate chúng ta đều rất quen thuộc, đó là Mona, Deluxe và Jin, chúng ta sẽ chào đón thêm 3 nhân vật limited, tức là nhân vật giới hạn đấy. Có Ella này, có Abedo này và có Claire. Riêng cái phần nhân vật lịch rate thì chúng ta không nói nhé. Chúng ta sẽ nói đến Ella. Ella thì kể từ khi quay trở lại lần gần đây nhất, Ella đã bị giảm sức mạnh đi khá là nhiều khi mà cái hệ vật lý đã không còn lên ngôi, giống như là hệ thảo hay những hệ phản ứng rồi. Vật lý đã không còn bá như hồi xưa nữa. Thành ra là rất ít người lựa chọn quay Ella ở cái thời điểm đó. Và đến thời điểm hiện tại thì cái lựa chọn của các bạn khả năng cao cũng sẽ giống thế thôi. Rất ít bạn sẽ lựa chọn quay Ella ở trong cái thời điểm hiện tại. Chúng ta nói đến Abedo. Abedo là một trong những nhân vật có thể hỗ trợ sát thương với cả nguyên tố nham và có thể cung cấp cái ấn nham nữa khi mà nổ E liên tục. Cách build của Abedo thì nếu các bạn chơi thuần nộ thì nó lại là tấn công, còn nếu các bạn chơi theo kiểu E thì nó lại là phòng ngự. Và nếu các bạn có Navia đang thiếu một nhân vật cấp nham để lấy cái kết tinh ấy, cho Navia thì Abedo có thể đảm nhận được cái vị trí này. Hoặc là cái team nham của các bạn đang thiếu cái hiệu quả nạp của hệ nham ấy, thì Abedo cũng có thể đảm nhận được cái vị trí đó. Nhưng mà nếu các bạn chỉ chơi thuần E thì các bạn cần phải lưu ý rằng là sẽ có rất nhiều những con quái nó có thể dẫm nát cái E của các bạn. Và số 2 là có rất nhiều môi trường mà chúng ta sẽ không đặt được E ở trong cái môi trường đó. Cái này thì các bạn cần phải lưu ý khi chơi Abedo. Nếu mà để lựa chọn chúng ta quay Abedo ở thời điểm hiện tại có xứng đáng hay không thì tôi vẫn vote là có thôi. Bởi vì Abedo thì nhìn trước nhìn sau chúng ta vẫn thấy là một nhân vật hỗ trợ hệ nham ổn cho team nham hay là team của Navia. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ nói đến Claire, cháu tôi. Cháu tôi thì cái giá trị lớn nhất của cháu tôi là sự đáng yêu, và các bạn có thể quay cháu về để sưu tầm. Giống như bầy tôi chẳng hạn, bầy tôi quay Claire về chỉ đơn giản là để sưu tầm mà thôi, chứ không phải là mang đi la hoàn hay là mang đi đánh những cái bí cảnh khó. Không các bạn, bởi tôi chơi Claire chỉ thuần túy là mang đi lượn map để trải nghiệm cái sự đáng yêu mà thôi. Thành ra thì Claire vẫn được một cái vote cao nhất ở trong 3 nhân vật này của bởi tôi, đó là cái giá trị sưu tầm nhé. Nếu các bạn muốn có một cái sự đáng yêu ở trong đội hình của mình và các bạn đã đi full sao la hoàn rồi thì tội gì các bạn không thử lấy Claire. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái vũ khí. Vũ khí ở đây thì rất quen thuộc với những cái vũ khí lệch rate. Chúng ta có kiếm đơn là kiếm thiên không này, hay là phong in kiếm. Đây là hai cái kiếm ở trong banner thường rồi. Chúng ta ở phần trọng kiếm sẽ có hai cái kiếm trong banner thường, đó là kiếm chó cũng như là thiên không kiêu ngạo.
Thế còn hai cái kiếm, một đó là Hải Đăng Bờ Biển Lau, đây chính là cái trọng kiếm trấn của Day A đấy các bạn. Và số 2 là Tiếng Gió Trong Rừng Thông, đây là trấn của Ela rồi. Nếu các bạn lựa chọn quay Ela thì trấn của Ela cũng là một cái lựa chọn hay. Hoặc nếu các bạn đã có Ela ở trong team rồi nhưng chưa có trấn thì đây chính là cơ hội để các bạn lấy cái trấn này. Còn với cái kiếm của Day A thì tùy vào sở thích của các bạn có nhân vật nào cần dùng cái kiếm này hay không, hay là các bạn muốn đầu tư cho Day A thêm cả cái trấn nữa thì có thể lựa chọn quay. Nhưng với hai cái trọng kiếm giới hạn này ở trong banner ký sự cầu nguyện ấy thì bởi tôi không đánh giá cao bằng một cái cung. Rồi, bên dưới là cái thương xưng sống thiên không thôi, rất quen thuộc. Hai cái pháp khí Light Grade đó là Quyển Thiên Không, Điển Tích Tây Phong. Chúng ta sẽ đến với cái cung. Có thể nói là hai cái cung này là hai cung rất giá trị và cả hai cung các bạn đều nên sở hữu. Số 1 đó là Con Đường Thợ Săn, đây là trấn của Chinari. Và như bảy tôi đã nói trong livestream, rất nhiều livestream chứ không phải một đâu nhá, là bảy tôi rất may mắn khi lựa chọn quay cả Chinari, cả trấn từ khi mà anh chàng này ra mắt, chứ không cần phải đợi đến anh chàng này vào banner thường mới lựa chọn quay. Vì vậy, cái việc mà bảy tôi cầm Chinari đi cùng với cả Yameko full sao La Hoàn 12 là chuyện rất là bình thường, bởi có trấn mà, rất là ngon. Thành ra là nếu các bạn đã lịch Chinari rồi và các bạn chưa có trấn thì đây có thể là một trong những cơ hội. Và cũng có thể nói thẳng đây nhé, cái banner hiện tại là cái banner cơ hội rất là ngon lành cành đào để các bạn có thể sở hữu cái cung Con Đường Thợ Săn. Không chỉ là cho Chinari mà có thể là cho nhiều nhân vật cầm cung khác mà các bạn mong muốn sở hữu. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cánh thiên không. Trong cái bộ vũ khí Light Grade thì cái cánh thiên không này là một trong những cái vũ khí rất là ngon, được rất nhiều pro player người ta đánh giá là tốt dành cho những DPS cầm cung có thể dùng được. Cuối cùng để tóm gọn lại ấy, thì trong số cái banner mới này, bởi tôi đánh giá rằng đây là cái banner nó cũng không quá ngon lành với cả anh em free to play. Nó rất xứng đáng với những bạn mà các bạn đã chơi rất lâu rồi, các bạn đang thiếu những cái vũ khí hay là nhân vật để hoàn thiện đội hình. Ví dụ như là Abido này, ở nhân vật được đánh giá rất cao này. Tiếp theo là cái cung Con Đường Thợ Săn, đây có thể là cái vũ khí này cũng như là nhân vật được đánh giá rất cao ở trong cái banner mới này. Còn thực sự ấy, để mà chúng ta bỏ nguyên thạch quay banner này ấy, nó có đáng hay không thì bởi tôi bảo là không. Khi mà cái banner này của chúng ta ra mắt thì nó lại trùng với cả cái phiên bản mà chúng ta có ít nguyên thạch là một này, mà chúng ta còn có sự quay trở lại của Neuvillette đi cùng với Kazuha nữa. Cái số lượng lượt roll hay là nguyên thạch mà các bạn tốn cho hai cái banner đó nó rất là nhiều. Vì vậy miHoYo ra mắt cái banner sử ký cầu nguyện trong thời điểm này nó hơi bị làm khó với anh em mình không nạp. Vậy là bảy tôi đã cùng với tất cả các bạn chúng ta preview nhanh cái banner mới của chúng ta sắp có trong phiên bản 4.4. Đây là cái banner giới hạn nhé, nó không phải tồn tại vĩnh viễn giống banner thường, có tên là sử ký cầu nguyện. Các bạn có lựa chọn quay nhân vật hay là quay vũ khí nào ở trong cái banner này hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì bảy tôi xin gửi lời chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.